Xin chào các bác. Đây bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu và báo giá cho các bác tham khảo một bộ dàn máy karaoke gia đình. Dàn này cho các bác chơi đánh gia đình thì bao bền, bao khỏe và hay luôn cho các bác đây là một bộ dàn máy phải đánh giá phải gọi là rất là chất lượng đây là bộ dàn máy sử dụng lên là chơi cục đẩy các bác nhé đẩy vang cơ lâng tiếng và mic không dây dàn máy này là một dàn máy chính hãng đến từ thương hiệu bs audio các bác nhé trong tầm tiền cho các bác sử dụng Đây là sử dụng à, là... Bây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết Từng thứ một Đây là sử dụng cục đẩy các bác nhé Đây là cục đẩy hai kênh Của BS Có cái mã là TD650 Con đẩy này thì hai kênh Riêng biệt kênh A và kênh B Mỗi kênh cho ra là 650W Một kênh Đánh cực khỏe luôn Hát Khi các bác vào loa để đánh căng luôn các bác nhé Cục đầy này thì có cái giá là em đang bán là 4 triệu 850 nghìn một cục Ở đây sử dụng Đi kết nối Với vang cơ Vang cơ BS Audio Có cái mã là SV20 Đầy đủ chức năng các bác nhé USB, Bluetooth Office, Office Cổng quang AUX1 và AUX2 Vang này có chế độ Bluetooth, bắt Bluetooth này. Đầy đủ revert, delay, echo, mic và đường của nhạc. Nói chung là cái này về các bác phải phải cân chỉnh các bác nhá. Bác nào không biết chỉnh thì có thể liên hệ gọi Zalo để em chỉ. Echo này, của tổng này, mic này. Tổng của mic này, tổng của nhạc này. Con vang BS-SV20 này em đang bán với giá là 1 triệu 750 nghìn một cái. dàn thì các bác sử dụng nâng tiếng thì nó sẽ đánh tròn tiếng hơn. Nâng tiếng mục đích của nó là làm âm thanh sống động hơn này. Hay hơn và uh, loa đánh căng hơn các bác nhé. Đây là nâng tiếng của BS Audio. Có cái mã là V800. Con nâng tiếng này với uh, giá là 1 triệu 250 nghìn một cái. Cái này về các bác tùy chỉnh không biết thì gọi Zalo em chỉ. Nâng tiếng này thì có đường riêng để cho các bác ra cắm các bác cắm với súp điện này. Ok cho các bác súp bát này. Và ở đây là 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 em sử dụng mic mic không dây. Nói chung đã dùng cục đẩy vang và nâng tiếng thì các bác phải chọn mic không dây. Nên sử dụng mic không dây thì nó sẽ ai Thực ra dùng mic có dây cũng được Mic có dây thì nó rơi vào tầm khoảng 550.000 một cái Còn đây là Em tư vấn cho các bác lên là dùng mic không dây Thì các bác thuận tiện cầm mic Đỡ phải rằng dây dợ nó là ngoằng các bác nhé Bây giờ thời đại rồi Mặt mặt của mic là mặt màu đen VK6 nha các bác nhé Có mã VK6 BS này nó có một cái mic của nó là Có một cái mã là VK8 VK6 và VK8 rất hay Em thì em bán hai cái dòng này thường xuyên VK6 này thì của nó rơi vào tầm khoảng 2 triệu 450 nghìn một bộ Một bộ mic của nó sẽ sử dụng mà Nó gồm này Đây là anten này Sạc này Sạc của của, của đầu thu này Dây này cắm xuống vang này Đầy đủ chống lăn chống trượt này Đây là tay mic của nó này Tay mic của nó là Nhìn rất là sang trọng Màu ghi các bác nhé Với cái mic VK6 này Cho các bác sử dụng hát rất là mượt Sóng bắt rất là xa luôn hát không rú rít các bác nhá Để cả vang này tế vang các bác sử dụng rất là mượt luôn đấy hai triệu bốn trăm một bộ mic này này đấy đây là một cái dàn em lên cho các bác tham khảo lắp uh, chơi karaoke gia đình với cục đẩy 650 trăm năm một kênh này các bác đánh cho loa full 30 mươi full hai mươi lăm từ trăm chín mươi côn bảy sáu là ok các bác nhá hoặc những dòng full neo là ok À, đấy Bây giờ em uh, nói thêm nói thêm là ở đây là BS thì uh, BS thì nó có rất là nhiều mã đẩy Đây là cái 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 cái, 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 cái phiếu uh, phiếu giới thiệu này ví dụ đây là mã 650 này Đấy em thấy ở trong tờ giấy này là cung cấp cả mã BS đẩy bstd452 kênh này đây là toàn bộ là các mã đẩy hai kênh td450 thì nó có giá rơi vào tầm khoảng là 4 triệu rưỡi td650 thì em báo giá rồi này TD850 là hai kênh 650 hai kênh 850 W một kênh đánh cho full đơn 40 thì nó rơi vào tầm khoảng là 5 triệu 8 một cục và ở đây có TD 1001 chuyên đánh súp các bác nhé chuyên trị súp hoặc đánh những dòng full full đôi TD 1001 này 1000 1001 trăm W trên một kênh nó rơi vào tầm khoảng là 6 triệu rưỡi một cục các bác nhé ngoài ra BS nó còn có cái mã cục đẩy 4 kênh là BSB 4008 nữa. Đẩy bốn kênh của BSB 4008 thì nó rơi vào là 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 làm là, là là 8 triệu rưỡi một cục gì đấy. Tầm tầm đấy các bác nhá. Đó, em sẽ lên cho các bác tham khảo một cái cái dàn như thế này. Các bác mua hàng thì liên hệ em nhé, điện vào số điện thoại 5815 và 72. Đây là hai số hotline nha em. Mua hàng các bác có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo. Để em tư vấn cụ thể hơn. Các bác cần thợ cần cần hiểu thêm về sản phẩm có thể qua Zalo em tư vấn kỹ hơn nhé. Nhà em giao hàng toàn quốc. Và anh em thợ nào mà nhập số lượng đẩy vang mic của cái hãng BS Audio các mã bên em sẽ cung cấp đủ mã cho các bác anh em thợ nhập số lượng thì em bao giá rẻ nhất Việt Nam các nhé. Rẻ nhất các sàn thương mại các sàn thương mại điện tử. Anh em nhập số lượng hãy gọi riêng, gọi trực tiếp cho em. Hoặc nhắn tin riêng qua Zalo để em báo giá số lượng ví dụ là 5 cục đẩy, 5 con vang, 5 cái lương tiếng hoặc 5, 5 bộ mic chẳng hạn. Ok chưa các bác? Rồi nhé em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau. Video mà hay, các bác nhớ ấn like và chia sẻ. Và ấn đăng ký kênh để theo dõi nhé em.